Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Do những diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch mới đây, Ban tổ chức của Giải đấu Liên minh huyền thoại lớn nhất Việt Nam, VCS mùa xuân 2021 đã chính thức ra thông báo hoãn tuần thi đấu thứ ba từ ngày 5 tháng 2, 72. Cụ thể, trên trang chủ Việt Nam Championship Series, Liên minh huyền thoại, Ban tổ chức VCF đã đăng thông báo về việc hoãn tuần thi đấu thứ ba của VCF xuân 2021 ngoài ra trong thông báo cũng yêu cầu mỗi đội tuyển cần đảm bảo sức khỏe cho tất cả các thành viên của mình đồng thời cho biết lịch thi đấu mới sẽ được cập nhật tùy theo diễn biến tình hình sau đó đây thực sự là tin rất không vui đối với các đội tuyển cũng như người hâm mộ bộ môn liên minh huyền thoại tại việt nam tuy nhiên ai cũng hiểu đây là hành động cần thiết thậm chí là bắt buộc vì đại dịch đang diễn biến quá phức tạp đây cũng là thời điểm thích hợp để các đội tuyển có thêm thời gian nghỉ ngơi và tính toán chiến thuật lối chơi phù hợp cho đội tuyển của mình. Nhất là những đội đang có khởi đầu mùa giải rất không tốt như Team Flash hay Team Secret Superkaker Esports.